Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là tin từ nước Anh. Cảnh sát Anh Quốc đã bắt được một nghi can khủng bố người đã bỏ trốn khỏi nhà tù ở London. Bản tin mới nhất từ ở London cho biết thì một cựu chiến binh người đã thoát khỏi nhà tù ở London trong lúc mà chờ đợi phiên tòa về các truy tố khủng bố đã bị bắt giữ vào ngày thứ bảy hôm nay. Daniel Abed Khalif được xem là một trong những nhân vật đã đã bị tình nghi là hỗ trợ cho khủng bố đã bỏ trốn 4 ngày sau khi mà có cuộc lùng sụp trên toàn khu vực ở phía tây của London. Calip đã thoát khỏi nhà tù này à, trong lúc mà có một cái xe truck chở thực phẩm tới à, nhà tù có tên là One Square ở tại vào ngày thứ tư và nó dẫn tới tình trạng bị chỉ trích chính trị nặng nề bởi cái hệ thống cai quản nhà tù. Năm nay 21 tuổi, Calip đã bị à, cáo buộc là đã dự tính đánh à, có một âm mưu đánh bom giả ở một cái căn cứ quân sự và vi phạm vào cái luật à, gọi là về bảo mật của Anh và trong đó có thể được sử dụng những tin tức này cho kẻ thù của nước Anh. Ông ta đã bị loại ra khỏi cái cái lực lượng quân sự của Anh và trong đó sau khi mà ông ta bị bắt, bị bắt giữ vào đầu năm nay và bác bỏ tất cả các cáo buộc và cái phiên tòa của ông ta sẽ diễn ra vào tháng 11. Đây được xem là một trong những cái uh, tin mới nhất từ nước Anh và lực lượng cảnh sát chống khủng bố lên Anh cho biết họ đã đề nghị lên tới 20.000 đồng pound tức là 25.000 Mỹ Kim để cho ai thông tin đưa thông tin bắt giữ được anh chàng này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga đã cho mời đại sứ của Armenia lên để mà phản đối cái việc mà tập trận chung với Hoa Kỳ hoặc tiếp cận với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao của Nga trong ngày thứ Sáu đã cho mời đại sứ là lâu đời, đồng minh lâu đời của Nga là Armenia để phản đối cuộc tập trận sắp sửa diễn ra với Hoa Kỳ và một số những cái cái phản đối khác trong đó nhấn mạnh sự căng thẳng về cái gọi là cái sự mối quan hệ của hai quốc gia được xem là đồng minh chiến lược này lãnh đạo của Armenia đã có một cái thái độ nghiêm túc và trong thời gian gần đây và thái độ nghiêm trọng trong thời gian gần đây đó là lời phát biểu của bộ ngoại giao đưa ra chỉ ra cuộc tập trận này diễn ra vào ngày thứ hai trong đó thì Armenia sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và gần như là bắt đầu đã có cái thái độ nghiêng về phía khối tây phương đặc biệt là quốc gia này đã bắt đầu đồng ý cái phiên tòa của ICC khi mà ban lệnh truy nã với lại ông Vladimir Putin vào đầu năm nay về các tội ác chiến tranh. Trong đó thì bộ ngoại giao của Nga lên tiếng và nói rằng họ đã cho mời đại sứ của Armenia lên để mà phản đối về việc cuộc tập trận này, cuộc tập trận này bao gồm 175 binh sĩ của Armenia và 85 binh sĩ của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai. Trong đó với cái trách nhiệm là sẽ cái chiến dịch gọi là gìn giữ hòa bình và trong đó thì gần như là các cái khu vực ở Armenia đã đóng lại tất cả các mối quan hệ với Nga về quân sự và Nga đang có một căn cứ quân sự đặc biệt là do phía Moscow lãnh đạo trong cái chiến lược gọi là họ thỏa ước liên minh của các quốc gia ở khu vực này. Tuy nhiên Armenia đã trở nên căng thẳng hơn sau khi mà họ có cuộc chiến năm 2020 với lại Azerbaijan và Bộ Quốc phòng của Nga Armenia cho biết rằng là lực lượng của Nga đã băng qua khu vực này tiến vào lãnh thổ của Armenia để tìm cách gọi là cản trở cái cuộc chiến bùng nổ và sau đó thì Armenia đã ngăn chặn tất cả những con đường khiến cho nhiều người à, xin lỗi quý vị Azerbaijan đã ngăn cản tất cả các con lộ băng ngang qua Armenia và gây khó khăn cho người Armenia. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất liên quan tới một đồng minh của Nga đã bắt đầu nghiêng về phía Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Điện Kremlin cho biết là họ vẫn tiếp tục duy trì các điều kiện để quay trở lại cái thỏa ước về ngũ cốc ở vùng hạt hải. Tin từ Moscow cho biết Điện Kremlin trong ngày thứ Bảy nói rằng họ vẫn duy trì tất cả những điều kiện để quay trở lại cái thỏa ước xuất Cảng ngũ cốc ở vùng Hắc hải à, sau khi mà họ rời khỏi cái à, thỏa ước này vào tháng 7. À, đặc biệt là phát công viên điện Kremlin à, Dmitry Peskov cho biết nhà Nga cần phải có cái à, vấn đề liên quan tới cái ngân hàng nông nghiệp của họ và họ không có hỗ trợ cho ngân hàng này và trong đó họ đề nghị với lại phía Liên Hợp Quốc là phải ra để cho họ sử dụng cái hệ thống tài chính quốc tế là SWIFT để chi trả cho tất cả những ngũ cốc mà nga xuất cảng ra bên ngoài tất cả những điều kiện À, đều à, rất là à, tuyệt à, rất, rất là tuyệt đối và họ không thể à, thay đổi bất kỳ một điện, điều kiện nào đó là lời phát biểu của ông Peskov đã đưa ra và nga vẫn tiếp tục trách chịu trách nhiệm và vị trí của mình trong việc mà lên tiếng trong cộng đồng quốc tế việc thỏa thuận của Hắc Hải đã bị à, đã được à, phía thổ nhĩ kỳ và liên hiệp quốc đạt được với nga và ukraine vào à, tháng 7 năm 2022 và tháng 7 năm nay đã hết hạn và Nga đã tuyên bố không quay trở lại cái hiệp ước này sau khi họ nói rằng hệ thống tài chính và kể cả cái hệ thống vận chuyển cũng như là bảo hiểm của vận chuyển đã cản trở không để cho họ xuất cản được ngũ cốc và các cái loại phân bón của họ ra bên ngoài. Điều này khiến cho Nga rời khỏi cái hiệp ước trên. Giờ đây thì phía Liên Hợp Quốc cho biết họ đã có một bản kế hoạch gửi cho phía của Nga với hy vọng là quay trở lại cái thỏa ước này. Trong đó bao gồm luôn việc bảo đảm là Nga sẽ được chi trả thông qua một cái ngân hàng thứ ba và trong đó sẽ giải ngân cho cái vấn đề gọi là giải tỏa lệnh cấm vận cho cái hệ thống chi trả tiền ở trên cái hệ thống SWIFT của quốc tế. Tuy nhiên Nga nói rằng các công ty vận chuyển và các công ty bảo hiểm vẫn không cung cấp dịch vụ cho họ dưới lệnh cấm của Tây Phương. Điều này đã cản trở việc Nga xuất cảng ngũ cốc và phân bón ra bên ngoài so với Ukraine. Đây được xem là một trong những lời khẳng định của Nga, họ vẫn duy trì tất cả các cái điều kiện đòi hỏi à, trước khi mà quay trở lại cái hiệp ước này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden lại chơi cái trò gọi là mượn danh nghĩa năng về à, môi trường để cung cấp thêm cho Ukraine gọi là à, một số tiền lên tới 520 triệu mỹ kim để có thể có được nguồn năng lượng sạch tức là cleaner à, à, energy. Bản tin mới nhất cho biết tiền ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bất ngờ viếng thăm Kiev trong tuần này và ông không những là cam kết 1 tỷ Mỹ Kim cho cái gói hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời ông ta đưa ra dấu hiệu cho thấy là chính quyền của ông Joe Biden vẫn thúc đẩy cái vấn đề gọi là chống lại khí hậu toàn cầu bị hâm nóng và trong đó sẽ cung cấp thêm 520 triệu Mỹ Kim để giúp cho Ukraine có được nguồn năng lượng sạch Ông Blinken đã đưa ra lời phát biểu này trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng của Ukraine là Dmytro Kuleba và tập trung vào cái vấn đề hỗ trợ, vấn đề bao gồm cả nhân đạo, hỗ quân sự và hạ tầng cơ sở. Và cái ngân sách mới này sẽ gồm có trên 665 triệu Mỹ Kim trong gói hỗ trợ quân sự và hỗ trợ về an ninh dân sự hai đồng thời trong đó có thêm 203 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho cái mà bà phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ à, mô tả là sự minh bạch và trách nhiệm trong một phần của Ukraine cải tổ tất cả cái hệ thống về pháp lý của họ cũng như là chống lại tham nhũng và chúng tôi sẽ có thêm sự đầu tư minh bạch vào cái hệ thống hạ tầng cơ sở về luật pháp của Ukraine để duy trì cái nền dân chủ quốc gia này và cần thiết cho người dân quốc gia này có được một cái sự tái xây dựng trở lại. Bên cạnh đó thì ông Anthony Anthony Blinken cũng đang báo là sẽ cung cấp thêm 520 triệu Mỹ kim để giúp cho Ukraine xây dựng các hạ tầng cơ sở về năng lượng sạch và trong đó vốn đã bị phá hủy bởi nga và điều này sẽ là một cái điều lợi cho phía của Âu Châu. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của chính quyền Joe Biden trong đó gần như là đã hỗ trợ rất mạnh mẽ cho phía của của Ukraine trong tất cả các lĩnh vực và số tiền này được xem là đã gây ra một cái ngân sách lớn cho bộ quốc phòng của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Nga ngày hôm nay giám đốc điều hành cơ quan FBI là Christopher Ray đã lên tiếng cảnh cáo về việc Nga hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ giám đốc điều hành cơ quan fbi là ông christopher ray trong tuần này đưa ra lời cảnh báo về đe dọa của lực lượng phản gián của nga đang hoạt động rất mạnh tại hoa kỳ theo tường trình của đài cnn Nga đã có một cái hoạt động à, tình báo thu thuần túy và đe dọa tiếp tục càng lúc càng lớn hơn. Đó là lời phát biểu của ông Ray đã phát biểu ở tại Spy Museum ở tại Washington DC trong ngày thứ năm và lực lượng tình báo của Nga mà tôi đã ý của tôi là các à, sĩ quan cao cấp tình báo của Nga vẫn có một cái à, hoạt động rất to lớn tại Hoa Kỳ và một số nơi khác mà chúng tôi nghĩ rằng là họ đang chúng tôi đang tìm cách ngăn chặn và đối phó với cuộc hoạt động này của họ. Tôi có thể nói rằng trong vòng vài năm qua Hoa Kỳ đã trở thành một cái à, điểm mà các cơ quan tình báo của Nga đã tăng cường hoạt động ở tại Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ tìm cách trục xuất họ ra ngoài. Ông, ông Gray đã lên tiếng cho biết là Nga trong thời gian gần đây gần như là đã tăng cường rất nhiều những cái hoạt động tình báo, đặc biệt là họ đã sử dụng một số nhân viên tình báo gốc người Mexico và trong đó gần như là tham gia vào hoạt động cho cơ quan tình báo của Nga. Theo tường trình của đài CNN cho biết, thì Hoa Kỳ đã trục xuất khoảng 60 nhà ngoại giao của Nga, được xác nhận là những nhân viên tình báo và ra lệnh cho tòa lãnh sự của Nga ở tại Seattle đóng cửa sau khi cáo buộc rằng là có cái tình trạng gọi là đầu độc đối với lại một cựu tình báo của Nga tại Vương quốc Anh trước đây. Và ông Gray lên tiếng trong ngày thứ Năm, nếu bất kỳ ai có thể nhắc lại về cái quyền lợi của Nga, Quý vị nhìn vào những gì ở ở Ukraine, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy được là có một cái thiện chí từ phía Nga. Họ luôn tăng cường hoạt động trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của giám đốc cơ quan tình báo FBI đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nga ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang Hawaii cho biết còn có 66 người vẫn bị mất tích trong trận cháy rừng ở tại Maui một tháng sau khi mà trận cháy rừng bùng nổ tại Maui được xem là cà lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ qua và đốt cháy một cái thị trấn được xem là có cái lịch sử lâu đời là Lahaina ở Hawaii thì thống đốc của tiểu bang này là George Green đã lên tiếng vào ngày thứ sáu cho biết số lượng người bị mất tích đã xuống còn khoảng 66 người và xác nhận là đã có tổng cộng có 115 thi hài đã được phát hiện và các giới chức vẫn tiếp tục tìm cách hỗ trợ cho người dân đến viếng thăm lại cái khu vực gọi là nhà cửa của họ bị cháy trên hàng chục triệu đô la hỗ trợ đã gửi tới cho gia đình của những người này và những cơ sở thương mại tại đây để giúp cho họ phục hồi, ông Green cho biết và bắt đầu từ ngày 8 tây tháng 10 thì lệnh giới hạn di chuyển sẽ chấm dứt và phía Tây của Maui sẽ mở trở lại cho du khách nước ngoài. Nếu chúng ta hỗ trợ cho nền kinh tế của Maui thì phải tiếp tục duy trì các cái cơ sở thương mại tại đây. Họ sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi mà có cái nỗ lực gọi là sau cuộc trận cháy rừng này. Hiện nay thì các cái cuộc gọi là quyên góp trên toàn thế giới băng qua cái tổ chức gọi là American Red Cross tức là Hồng thập tự quốc tế cũng như là cái tổ chức gọi là Hawaii Community Foundation và Maui United Way cũng như một số những tổ chức khác ông Green cho biết và ông nói rằng ông đã ký ra 100 triệu mỹ kim từ cái quỹ hỗ trợ tạm thời của liên bang cho những gia đình cần thiết để hỗ trợ cho họ cùng với lại những cái số tiền quyên góp của bên ngoài và phía chính quyền cho biết là họ đã có khoảng 25 triệu Mỹ Kim để giúp cho những cơ sở thương mại tiếp tục duy trì và trong đó họ sẽ cấp ra khoảng 10.000 cho tới 20.000 Mỹ Kim theo thường trình của ông thống đốc cho biết và vào ngày 8 tây tháng 8 thì trận cháy rừng này bắt đầu từ ngọn đồi đã ra, tràn xuống cái thị trấn được xem là lịch sử của Hawaii và trong đó chỉ trong vài giờ nó đã đốt sạch những căn nhà những tòa building và kể cả ở các khu vực ở xung quanh đây và khiến cho ít nhất là 2.000 cái hạ tầng cơ sở đã bị sụp và hàng chục người, người đã phải lội xuống biển để tìm kiếm gọi là tránh cái ngọn lửa và ngọn lửa này ước lượng đã gây thiệt hại lên tới 5.5 tỷ Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của thống đốc Hawaii và tổng cộng còn 66 người đã bị mất tích. Trong khi đó thì phía giới chức chưa biết có khoảng 385 người vẫn chưa được xác nhận là ai à, là còn như thế nào. Trong đó, cho tới giờ phút này thì cảnh sát Maui cho biết là họ đã xác nhận được ít nhất 55 tên tuổi của những người đã chết và trong đó 22 người trên 70 tuổi và 13 người ở cái mức là 60 tuổi. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ phía Hawaii đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua có tới 6.100 kẻ người đã băng ngang qua biên giới ở khu vực phía Canada và được xem là con số cao nhất trong vòng một thập niên qua trong vòng một tháng ta kể từ cái tài khoá của năm 2023 bản báo cáo từ cơ quan biên giới cho biết có 6.100 người Canada đã băng ngang qua biên giới một cách bất hợp pháp đến từ 76 quốc gia và tổng số này được xem là con số lớn nhất của 10 năm cộng lại theo tường trình của các giới chức đưa ra trên 6.100 người từ 76 quốc gia khác biệt ở trong vòng 10 tháng 11 tháng qua đã bắt đầu băng ngang qua biên giới của Hoa Kỳ. Đó là lời báo cáo của người đứng đầu cái cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới ở khu vực phía bắc của Hoa Kỳ là Swanton Session. Ông à, ông chief có tên gọi là Robert Garcia đã bỏ trên trang platform X trong con, trong cái con số mà ông ta đưa ra và gần như là cái đường biên giới 295 dặm ở phía bắc ở New York, Vermont và New Hampshire là nơi mà những người này đã, đã băng qua và gần như theo cái bản biểu đồ của phía cơ quan 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 thuế và tuần tra biên giới cho biết là những di dân bất hợp pháp này à, đã băng ngang qua biên giới phía bắc lần đầu tiên được xem là con số khá cao so với phía nam của Hoa Kỳ và tính cho tới cuối tháng 7 thì cơ quan CBP báo cáo là có 150.000 người đã băng ngang qua biên giới ở phía Bắc trong năm nay tính à, t, t, trong trong năm nay và so với 109.535 người trong năm 2022 và 27.180 người trong năm 2021 và con số của năm à, 2023 băng ngang qua biên giới dường như là mỗi tháng và nó cao hơn so với 3 năm trước đây và theo tường trình cho biết thì có con số này được xem là cao nhất trong vòng 10 năm qua và trong bản báo cáo thì ông Garcia cho biết là có tới 150 trạm kiểm soát ở khu vực, 115 cái trạm kiểm soát ở khu vực biên giới của Canada và của Hoa Kỳ đang nỗ lực để chống lại cái sự băng ngang qua biên giới của à, các di dân bất hợp pháp và trong đó thì à, các khu vực gồm có ở Pempina, North Dakota cũng như là ở Grand Falls à, ở tại à, Kerin Simmer cũng như là một số những nơi khác có đường biên giới trực tiếp với lại Canada. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của cơ quan tuần tra biên giới phía Bắc của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay nữ dân biểu Gloria tenny lên tiếng cho biết là cái cuộc tiến trình đàn hạch đối với lại ông joe Biden sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay họ đã cho chúng tôi thêm một chút thời gian để có thêm thông tin và có thể có đầy đủ cho người dân hoa kỳ có thể nhìn thấy được từ thật nữ dân biểu của new york đã lên tiếng phát biểu như trên và nói thêm rằng dân biểu james comer Chủ tịch của Ủy ban giám sát và trách nhiệm của Hạ viện đã chỉ ra cho giới truyền thông dòng chính thấy là họ đã không có đưa tin đầy đủ về những gì liên lo ngại đến gia đình của Biden bao gồm luôn cả ông công tố viên David West đã phát biểu trong thời gian gần đây trong cái lời phát biểu về việc mà gọi là sẽ à, truy tố ông Hunter Biden vào cuối tháng này. Họ đã không cho thấy rằng những gì đã xảy ra và gần như là họ cố tình che đậy và đặc biệt là những cái cuộc điều trần của whistleblower, các thông tin viên của FBI cũng như là những gì mà chúng ta có được từ thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Iowa đã cung cấp tất cả những thông tin và họ cố tình che đậy và không cho đưa những cái tin này. À, Quỹ ban đặc trách về đường hướng và đạo đức của hạ viện cũng đã dọn con đường để điều tra. À, sau khi mà họ công bố cái à, lời khai của à, whistleblower của Sở thuế về à, Biden và nay hiện nay thì tới phiên cục lưu trữ quốc gia phải à, chuyển tất cả những thông tin cần thiết để à, chúng tôi thực hiện tiến trình cuộc điều tra này. Joe Biden đã sử dụng những cái bút danh giả cho bất kỳ một lý do nào mà chúng ta tiếp tục đã nhìn thấy rõ và đây được xem là một số những cái con hoạt động rất đáng nghi ngờ và có những cái tại chương mục ngân hàng khác nhau đến từ những cái nguồn khác nhau để tìm cách gây hoang mang cho mọi người và kết quả thì bà Thanh cho biết có rất nhiều những người dân Hoa Kỳ đã nhìn thấy điều này và đây vụ này nó còn tệ hơn cả vụ Watergate và đây là một ông tổng thống đã có cái hành động bất hợp pháp thiếu đạo đức tham nhũng rửa tiền và ông ta sẽ bị đàn hạch về những tội ác này và hành động che đậy cũng như sử dụng bộ tư pháp và những cảnh sát dơ bẩn như là Merrick Garland để che đậy cho ông ta. Bà Tenny đồng thời cũng cho biết vào ngày thứ sáu là và ông bà chủ tịch cựu chủ tịch của hạ viện trước đây là Nancy Pelosi cho biết bà ta sẽ tái tranh cử và nói rằng đây là một trong những cái loan báo mà tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái gì đó để giúp đỡ cho Joe Biden. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng mạnh mẽ của Claudia Tenney là dân biểu nằm trong cái quỹ ban giám sát của Hòa viện đã lên tiếng và cho biết là mùa thu năm nay, tức là bắt đầu từ tháng 9 này, sẽ bắt đầu cái tiến trình đàn hạch với lại Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã có mặt trước một đám đông tại South Dakota và chính thức nhận được sự đề cử của bà Noam là thống đốc của tiểu bang này. Cựu tổng thống Trump đã có sự xuất hiện lần đầu tiên từ một đám đông kể từ khi mà ông bị cáo trạng ở Georgia vào tháng trước và trong đó ông đã chính thức được endorse bởi bà thống đốc Christine Noem chỉ ra cho thấy có khoảng cái nơi này có khoảng 10.000 người đã đã tham dự vào cái cuộc rally của ông ở tại Lee gọi là Lee Greenwood và trong đó với chủ đề God Bless the USA thì cựu tổng thống Trump đã lên tiếng và phát biểu rất mạnh mẽ trong cái cuộc rally này và nhiều người ở trong cái hậu trường ở trong cái uh, hậu, hậu trường đã lên tiếng và la lớn USA 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 trong đó gần như là họ đã ủng hộ rất mạnh mẽ cho cựu tổng thống Trump và không có sự thiệt hại nào tệ hại hơn ở dưới cái chính quyền của Bidenomics đó là lời phát biểu của cựu tổng thống Trump quý vị biết ông ta đã đưa ra rất là nhiều những tiêu cực và ông ta đang đi trên đường hướng này ông ta tìm cách bởi vì họ đang sử dụng tất cả những cái disinformation và misinformation để gây hoang mang cho mọi người. Họ mới chính là một cái đảng chuyên tung những cái tin giả và tin nhiễu và họ tìm cách biến cái Biden Bidenomics này trở thành một điều tốt nhưng mà nó không phải là một điều tốt. Nó là một điều rất tệ hại và có thể nói rất tệ hại và ông ta đang tìm cách thay tất cả cái nền tảng của đất nước chúng ta. Đây là lời phát biểu của cựu tổng thống Trump đưa ra trong lúc và chỉ trích Joe Biden. Đồng thời ông cũng đã nói chuyện và à, có một chút thời gian để mà móc lò đối với thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis được xem là một đối thủ à, À, mạnh nhất ở trong cái đảng cộng, cộng, hòa và cùng một lượt thì cựu tổng thống trump cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc để mà thúc đẩy những nghị trình để bảo vệ và khiến cho nước mỹ vĩ đại trở lại à, trong đó ông cũng nhắc nhở tới ông giuliani một đồng minh của ông hiện nay đang nỗ lực có thêm tài chánh để mà chống lại cái các cái đơn kiện và khởi tố nhắm vào ông chúng ta đã có được và chúng ta phải ngăn chặn tất cả những gì Joe Biden đang gây ra cho nước Mỹ này. Chúng ta phải tái tạo lập nước Mỹ lại và chúng ta phải bảo vệ đất nước của chúng ta trước tình trạng nguy hiểm và chúng ta đang bị đe dọa dạ rất nhiều từ nhiều phía. Đó là lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump đưa ra. Và lần này chính thức ông đã được nữ thống đốc của tiểu bang South Dakota là Christine Noam đã chính thức là lên tiếng endorse cho ông để ra tái tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bà Nancy Pelosi chính thức tuyên bố là tái tranh cử trở lại trong năm 2024 bà dân biểu Nancy Pelosi 83 tuổi đã tuyên bố rằng bà ta sẽ chính thức tái tranh cử trở lại trong một cái loan báo đưa ra vào ngày 8 tây tháng 9 à, trên bao giờ hết thành phố của chúng tôi vẫn đang cần những giá trị và đất nước vẫn đang cần à, cho thế giới thấy là chúng ta vẫn lá cờ chúng ta vẫn bay lên và sự tự do và công lý cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao tôi tái tranh cử trở lại. Đó là lời phát biểu của bà Nancy Pelosi đã bỏ trên platform X trước đây là trong trang Twitter. Bà ta sẽ 86 tuổi nếu như bà ta hoàn tất tại cái nhiệm kỳ thứ 20 của bà ta. Bà Nancy Pelosi đã phục vụ trong quốc hội kể từ ngày 2 tây tháng 6 năm 1987 đại diện cho khu vực San Francisco, được xem là một cái thành phố cực tả nhất của Hoa Kỳ bà ta đã thắng được trong một cái cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế cho à, dân biểu có tên là C. là Burton của California và bà ta đã trở thành à, chủ tịch hạ viện hai lần, lần thứ nhất từ năm 2007 đến 2011 và lần thứ hai từ 2019 đến 2023 và bà ta được xem là à, nhân vật à, khá quy lực ở trong đảng dân chủ và giờ đây 83 tuổi, bà ta vẫn tiếp tục tuyên bố tái tranh cử trở lại và bà ta đã ngồi cái chức này gần 40 năm, tức là kể từ năm 1987 cho tới bây giờ. Và nếu hoàn tất luôn cả cái nhiệm kỳ của bà ta trong kỳ tới là bà ta đã bố tám à, đã 86 tuổi và coi như bà ta đã ngồi lâu nhất ở trong quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, một ngày hôm nay, một phái đoàn lập pháp của Úc sẽ viếng thăm Hoa Kỳ để thúc đẩy việc trả tự do cho ông Julian Assange, người sáng lập của cái trang WikiLeaks. Bản tin mới nhất cho biết, thì một phái đoàn được xem là à, lưỡng đảng và đa đảng ở tại Úc sẽ viếng thăm Hoa Kỳ và Washington DC vào cuối tháng này, trong đó thúc giục phía chính phủ Hoa Kỳ là phải hủy bỏ tất cả những bản cáo trạng nhắm vào người sáng lập của công ty WikiLeaks là ông Julian Assange, à, người đang bị à, Hoa Kỳ cáo buộc các tội gọi là tiết lộ bí mật quốc gia. Trong đó thì nhóm này bao gồm luôn cả cựu phó thủ tướng và là lãnh đạo của đảng National Party là Bernadie Joyce cùng với lại thành viên của đảng lao động là Tony Yapia và một thành viên của một cái đảng độc lập là Monique Ryan và thành viên của đảng Liberty là Alex Antic và thành viên của đảng Green là Peter Wilson cùng với lại David Sopris. Tất cả những người này đều là nằm trong cái Thượng viện và Hạ viện của nước Úc đã sẽ chính thức viếng thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này và trong đó họ sẽ thúc đẩy việc Hoa Kỳ trả tự do cho nhà sáng lập của công ty Wikileaks tức là cái trang mạng Wikileaks là Julian Assange và trong đó ông đang ta đang đối diện với những cáo trạng rất nặng nề từ phía Hoa Kỳ bao gồm luôn đạo luật làm gián điệp cho nước ngoài. Đây được xem là một trong những cái cuộc vận động mới nhất của các nhà lập pháp Úc tới Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm việc trả tự do cho ông Julian Assange, người đã bị uh, phía Hoa Kỳ cáo trạng rất rất là nhiều và đang chờ dẫn độ từ Anh về Hoa Kỳ để mà xét xử ông ta. Đây được xem là một chuyến uh, viếng thăm khá quan trọng của phái đoàn nước Úc tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Úc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, quỹ ban của hạ viện à một quỹ ban của hạ viện đặt cách về đối phó với đảng cộng sản trung quốc sẽ thực hiện một cái à, à, kịch bản về cuộc chiến tại eo biển đài loan Bản tin mới nhất từ ở Đài Bắc cho biết thì đại diện của Hạ viện và đại diện của cái tiểu ủy ban đặc trách về chống cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện một cái war game tức là một cái cuộc tập trận và ở tại New York trong đó thì sẽ mô phỏng cái cuộc chiến Đài Loan sẽ diễn ra như thế nào, vấn đề ảnh hưởng đến tài chính và thương mại như thế nào khi mà đầu tư tại Trung Quốc. Ông Mike Glenn là chủ tịch của tiểu ủy ban này cùng với lại thành viên cao cấp của Đảng dân chủ là Raja Krishna Nuti sẽ lãnh đạo một phái đoàn tới New York nơi mà họ sẽ làm việc với lại các đại diện của các ngân hàng đầu tư và cả đại diện của các giám đốc công ty dược phẩm cũng như là ông ta sẽ có một cái tour để mà gặp gỡ với lại ít nhất là một cựu tướng 4 sao của Hoa Kỳ để mà thực hiện cái kịch bản mô phỏng này theo tường trình của tờ Financial Times trong đó thì điều quan trọng nhất là quỹ ban này cần phải nghe tiếng nói từ phía của các cái công ty tài chánh là chính sách của đảng cộng sản trung quốc làm cách nào ảnh hưởng tới người dân hoa kỳ kể cả vấn đề gọi là đầu tư vào quốc hội cần lắng nghe để có thể đưa ra những cái đường hướng kịp thời đối phó đây được xem là một trong những cái kịch bản mô phỏng mà phía của tiểu quỹ ban của hạ viện đã sẽ thực hiện và trong đó sẽ cho thấy là cuộc chiến nếu bùng nổ trên eo biển đài loan nó sẽ tác hại như thế nào cho tới cái ngành tài chính và đầu tư của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang ra tìm cách gọi là, là nhìn thấy được cái sự được gọi là tăng cường một cách đa, tối đa nguy hiểm của đảng cộng sản trung quốc trong việc mà xâm lăng đài loan và chúng tôi đang tìm cách gọi là đánh giá tất cả những thiệt hại nếu như cuộc chiến này bùng nổ như thế nào về kỹ nghệ tài chính và kinh tế đây được xem là một cái kịch bản mô phỏng sẽ được thực hiện tại new york với sự có mặt của tiểu quỹ ban đặc trách về chống cộng sản trung quốc trên sàn hạ viện và trong đó sẽ nói chuyện với lại các công ty dược cũng như là các công ty tài chính của hoa kỳ về tác hại này cũng như là nguy hiểm khi đầu tư vào trung quốc một khi mà cuộc chiến diễn ra đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Ấn Độ đã bắt đầu nghiên cứu về tiềm năng phản ứng khi mà Cộng sản Trung Quốc ta xâm lăng Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì Ấn Độ đang tìm cách gọi là có một cái vị trí à, nghiên cứu về cái cuộc à, tranh chấp có thể xảy ra giữa Đài Loan và Trung Quốc và trong đó cách phản ứng như thế nào từ phía của Đài Loan. Phía Ấn Độ dường như là đã chưa hề thừa nhận cái vị trí của nhà nước cộng sản trung quốc từ năm 1949 và họ vẫn làm việc với phía hoa kỳ tuy nhiên thì à theo bản tin cho biết thì một số giới chức quân sự của Ấn Độ đã tới Đài Loan để nghiên cứu về cách phản ứng của Đài Loan trước tình trạng đe dọa và có thể xâm lăng từ phía Trung Quốc, cách đối phó như thế nào. Đây được xem là một trong những cuộc phối hợp mới nhất của Ấn Độ và Đài Loan nhằm kiềm chế cái sự bành trướng của Trung Quốc. Ấn Độ đang có một cái đường biên giới tranh chấp với lại cộng sản Trung Quốc và trong tháng trước thì Bắc Kinh đã tung ra một cái tiêu chuẩn vẽ bản đồ trong đó bao gồm một phần của dãy Hi Mã Lập Sơn thuộc quyền quản trị của Ấn Độ nằm trong cái bản đồ được xem là lãnh thổ của Trung Quốc và trong đó bao gồm luôn cả Đài Loan và Biển Đông. Việc này đã dẫn tới việc căng thẳng mới nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng thời, bản tin cho biết thì các viên chức quân sự của Ấn Độ đã có mặt tại Đài Loan để mà làm việc với lại giới quân sự của Đài Loan nhằm có thể trao đổi tất cả những cái khả năng đối phó một khi mà Trung Quốc tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, đặc sứ Hoa Kỳ đã lên án gây gắt việc Trung Quốc đang cố tình có những chiến dịch à, xen vào cuộc bầu cử tại Đài Loan. Đặc sứ của Hoa Kỳ tại Đài Loan à, và của xin quý vị, đặc sứ của Đài Loan tại Hoa Kỳ là bà Sao Bin Kim đã lên tiếng à, bác bỏ tất cả những hành động mà Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng vào kết quả bầu cử vào tháng Giêng năm tới. Bà nói với hãng thông tấn Bloomberg là Trung Quốc đang tìm cách gọi là khuấy động nội địa của Đài Loan, đặc biệt là gây ảnh hưởng tới suy nghĩ của các cử tri Đài Loan. À, điều này đã từng xảy ra lần đầu tiên kể từ khi có cuộc bầu cử năm 1996 tuy nhiên thì bà sao cho biết rằng là bà rất tự tin đến cuối cùng thì đài loan sẽ có một cuộc bầu cử công bằng tự do và không bị ảnh hưởng bởi đảng cộng sản trung quốc đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng mạnh mẽ của đặc sứ của đài loan tại hoa kỳ và bà lên tiếng nói rằng trong thời gian vừa qua trung quốc đã sử dụng tất cả những phương tiện của họ bao gồm giới truyền thông thân bắc kinh ở tại đài loan bao gồm các hacker và kể cả những cái mạng xã hội để mà gây thao túng và xen vào cuộc bầu cử tại Đài Loan một cách trực tiếp và điều này nhằm tìm cách gọi là loại trừ ông nga Lai Ching-te được xem là người đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan. Hiện nay ông là người đứng đầu và người đứng cuối cùng lại là nhân vật thân Trung Quốc tức là thị trưởng của thành phố Đài Bắc Hu yu y Ông này là người đứng cuối cùng. Trong khi đó thì nhà tài Việt Terry người mới gia nhập vào cái cuộc chạy đua vào ghế tổng thống của Đài Loan đã vọt lên hàng thứ ba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn sẽ đứng ra đón tiếp các phái đoàn của Nga và Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm năm thứ 75 thành lập nhà nước Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết Bắc Hàn đã cho mời các phái đoàn của Trung Quốc và của Nga tham gia vào cuộc duyệt binh trong đó bao gồm luôn cả những cái uh, rocket tân tiến mới nhất của của Bắc Hàn uh, sẽ được biểu diễn vào uh, uh, cái cuộc duyệt binh này và trong đó thì nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ là người đích thân đón tiếp tất cả các phái đoàn từ Moscow và từ Bắc Kinh trong việc mà họ đang đối phó với lại uh, phía Washington và cái uh, cuộc duyệt binh này sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng và đã bắt đầu từ hôm thứ Sáu, đánh dấu năm thứ 75 khi mà thành lập nhà nước của Bắc Hàn và nó sẽ rơi vào ngày thứ Bảy chính thức. Và trong đó thì sau cái cuộc duyệt binh này thì có tin cho biết là ông Kim Jong-un sẽ bay tới Nga và gặp gỡ với ông Vladimir Putin và trong đó có thể tập trung vào việc hợp tác và Bắc Hàn có thể cung cấp vũ khí cho phía của Nga và Nga có thể sử dụng vũ khí của Bắc Hàn trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới Bắc Hàn và phía Trung Quốc đã gửi một phái đoàn với phó thủ tướng là Lưu tới đây để tham gia vào cái lễ chúc mừng cho ngày thành lập nhà nước Bắc Hàn. Nga đã gửi một loạt những cái giới quân sự và kể cả một cái đoàn lễ binh tức là một cái đoàn à, nhà dàn nhạc của quân đội tới tham dự vào trong cái lễ duyệt binh này đây được xem là sự phối hợp mới nhất của nga trung quốc và bắc hàn trước tình hình mà hoa kỳ đang chuyển trục về á châu và liên kết với các đồng minh và đối tác tại á châu nhằm kềm chế sự bành trướng của trung quốc và tìm cách chăn đe đối với cái chương trình vũ khí của bắc hàn và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.